Chiều nay, phường An Hải Bắc quận Sơn Trà tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 17.000 người thuộc 106 tổ dân phố nằm trong vùng phong tỏa theo chủ trương thành phố. Theo kế hoạch trong chiều nay và ngày mai, phường An Hải Bắc quận Sơn Trà triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 17.000 người dân trong khu vực bị phong tỏa. Để tránh tập trung đông người, chính quyền địa phương phối hợp với ngành y tế tổ chức 5 điểm chia theo từng khu vực, phân chia giờ lấy mẫu cho từng tổ dân phố nên các điểm được đảm bảo giãn cách xã hội theo quy định được biết an hải bắc là một trong bốn phường của quận sơn trà đang có nguy cơ rất cao nên đã thiết lập vùng cách ly y tế để kiểm soát chặt chẽ người dân ra vào nên trong chiều nay các lực lượng chuyên môn tập trung hoàn thành xét nghiệm cho người dân tại đây để đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng